Minh Đăng và Minh Tuyền xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chương mục Thế giới quan ta hôm nay. Bắt đầu chương mục Thế giới quan ta hôm nay thì Minh Đăng sẽ giới thiệu đến quý thính giả câu chuyện về việc một người đàn ông vô tình phát hiện hang động 120 năm tuổi ngay dưới nền nhà. Vậy là ông ấy đã xây nhà lại nên mới phát hiện hả Minh Đăng? Đúng rồi đó Minh Tuyền, để Minh Đăng kể cho nghe nè. Người đàn ông ở Devon, Anh đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra hang động bí mật dưới nền ngôi nhà của mình mới mua. Không gian ngầm này có thể đã bị giấu kín ít nhất là 50 năm và có tuổi đời lên đến 120 năm. Jack Brown vừa mua lại một căn nhà giới kiến trúc Gio Rian ở Anh. Sau khi chuyển đến thì anh vô tình phát hiện ra một điểm trên bức tường nọ có kết cấu khác với những chỗ còn lại trong nhà. Tò mò muốn biết lý do tại sao thì anh đã dùng khoan để đục những lỗ nhỏ trên bề mặt bức tường, cuối cùng tạo ra một lỗ đủ lớn để đưa đầu vào nhìn ngó bên trong. Thật bất ngờ khi phía sau bức tường dẫn tới một hang động khá rộng rãi đi xuống dưới nền nhà. Tại đó thì anh đã tìm thấy các vật phẩm cũ kỹ như là lon sơn, một tờ báo cũ. Hang động đã bị bịt kín lại hơn 50 năm về trước. Anh kể lại, gần đây tôi đã chuyển đến một ngôi nhà theo phong cách Gio Rian ở khu này. Trong khi đứng uống một tách cà phê, tôi đã nhận thấy có một điểm trên tường khác với phần còn lại. Với sự tò mò lại sẵn đang không có việc gì làm, tôi chộp lấy một khoan và bắt đầu đục các lỗ trên tường. Sau khi tạo ra hai cái lỗ, một để xem, một để đưa đèn pin qua, tôi nhìn xuyên qua khoảng không bụi bặm tối tăm và nhận ra rằng đó là một hang động. Sau khi xem xét không gian ngầm kỳ lạ qua cái lỗ thì anh quyết định phá hẳn bức tường để có thể trèo xuống và khám phá thêm. Anh cho biết thêm, tôi đã tiến hành đục một lỗ lớn hơn để có thể tìm hiểu kỹ hơn về không gian bên trong. Khi tạo ra một lỗ đủ lớn để người chui vừa, tôi cầm đèn pin bước vào bóng tối rồi nhìn thấy một không gian rộng hơn trải ra trước mắt. Tôi đã đo sơ qua diện tích của không gian và quan sát tính toàn vẹn về kiến trúc của nó. Trần dơm bằng đá ở trong tình trạng tuyệt vời. Cái hang có phần mở rộng tới 5 mét, các phần khác cao 3 mét và rộng khoảng 3 mét. Người đàn ông tiết lộ, hang động đã từng bị nhiều người chủ bỏ không trước đây và không gian đã bị che đậy trong nhiều năm. Hang động độc đáo vậy mà sao chủ nhà trước lại không thông báo cho người mua nhà hả Minh Đăng ha? Có thể là chủ cũ cũng không biết đâu và hoặc là sợ chủ mới không thích nên là không có nói thôi à. Có một cái hang với nền nhà, Minh Tuyền thấy cũng hay mà. Ít nhất là vào mùa hè không khí trong nhà sẽ mát mẻ hơn. Ừ, nếu nói ra biết đâu giá bán có thể cao hơn Minh Tuyền ha. Dân, nó rất độc đáo và chắc chắn là sẽ có nhiều người thích đấy. Và tiếp theo những câu chuyện trên thế giới hôm nay thì Minh Tuyền sẽ kể về một người đàn ông ở Pakistan đã không kiềm nén được cơn giận, đã bắn chết hai người em của mình chỉ vì một lý do đơn giản. Vậy là đã giết đi hai mạng người sao Minh Tuyền, lý do như thế nào vậy? Rất đáng buồn luôn á Minh Đăng, chỉ vì cãi nhau khi hai người em cho quá nhiều đường vào cốc nước quả. Trời ơi, chuyện không đáng gì hết mà lại đi giết em mình sao? Quá nóng giận, một người đàn ông ở Pakistan đã nổ súng bắn chết hai người em sau trận cãi giả về việc cho quá nhiều đường vào cốc nước quả trong bữa ăn ngày lễ. Theo Sama, vụ việc gây sốc đã xảy ra trong địa hạt quản lý của cảnh sát Misra, thành phố Peshawar, phía tây bắc Pakistan. Hiện cơ quan này đang tiến hành điều tra vụ việc. Cảnh sát cho biết người đàn ông gây ra vụ việc đáng tiếc trên là Ishaq đã bỏ trốn sau khi bắn chết em gái và em trai của mình. Cảnh sát Misra cũng đã thành lập đội đặc nhiệm và bắt giữ anh này không lâu sau đó. Trước khi xảy ra thảm kịch, Ishaq đã cãi giả với hai em của mình về một cốc sorbet, một loại nước quả trong bữa iftar bị thêm quá nhiều đường. Quá tức giận, anh này đã bắn chết các em mình. Và thời gian này, những người Hồi giáo tại Pakistan và trên khắp thế giới đã bước vào tháng lễ linh thiêng Ramadan. Trong tháng lễ Ramadan, người Hồi giáo sẽ thức dậy từ sớm để ăn một bữa trước bình minh, gọi là bữa susok, và sau khi mặt trời lặn, họ sẽ ăn bữa tối iftar. Nước quả sorbet là một đồ uống khá phổ biến trong bữa iftar của người Pakistan. Bất ngờ khi cha của nghi phạm và cũng là cha của các nạn nhân sau đó nói với cảnh sát rằng vụ việc chỉ là một vụ tai nạn. Người cha cho biết, đứng bề trên sẽ lo những vấn đề như thế này. Con trai tôi còn có các con nhỏ, chúng tôi làm thế nào với chúng bây giờ? Theo tờ báo Sama dẫn lời ông Bilal Wathap, một học giả kim người dẫn chương trình nổi tiếng bậc nhất tại Pakistan, nhận xét rằng người dân nước này rất sùng đạo nhưng lại từ chối tuân theo các hướng dẫn của đấng bề trên. Ông Wathap khẳng định, tôn giáo của chúng ta không dung thứ những tội ác như vậy. Học giả Wathap tuyên bố phát biểu của người cha rằng đây chỉ là một vụ tai nạn có nhiều điểm bất hợp lý. Ông Wathap cho biết thêm rằng, trong rất nhiều vụ án xảy ra trong gia đình Pakistan, cuối cùng cha mẹ thường có xu hướng tha thứ cho con mình dù đã sát hại anh chị em và điều này cần được thay đổi.
Mình đang thấy như vậy mới đúng á Minh Tuyền. Giết người thì sẽ bị pháp luật trừng phạt để răn đe thôi. Nhưng nếu không sẽ còn có những cái chết oan uổng khác nữa đó. Ừ, tiếp theo chương mục thế giới quanh ta ngày hôm nay thì mình đang sẽ kể cho quý thính giả nghe về một khu chợ rất đáng sợ khi nơi đây bày bán rất nhiều động vật hoang dã, nhất là có cả loài dơi nha. Ở đâu mà ghê vậy Minh Đẳng? Là một khu chợ ở miền Bắc Indonesia, Minh Tuyền nha. Họ vẫn vô tư bày bán động vật hoang dã đã bất chấp áp lực đóng cửa từ chính phủ. Mặc dù chính phủ và các tổ chức sức khỏe kêu gọi không kinh doanh dơi và các loại động vật hoang dã khác, nhưng khu chợ Tomohon Estramay trên đảo Sulawesi vẫn đầy ắp những mặt hàng này. Thậm chí là khách du lịch cũng tò mò đến khu chợ bán các loại thịt kỳ lạ này. Một chủ cửa hàng dơi cho biết đại dịch thế giới chẳng ảnh hưởng gì đến công việc kinh doanh ở đây. Thực tế là mọi việc vẫn tiếp diễn và hàng luôn được bán hết. Anh này cho biết thêm thịt dơi của anh được bán với giá là 60.000 ruby một con, tức là khoảng 100.000 Việt Nam đồng. Trung bình mỗi ngày anh ta bán khoảng 50-60 con dơi, vào những dịp lễ hội có thể bán tới 600 con. Trong khi nghiên cứu cho thấy virus corona bắt nguồn từ dơi ở một khu chợ bán động vật hoang dã tại Vũ Hán, Trung Quốc trước khi lây lan sang cho người. Thịt dơi là món ăn truyền thống của người Minahasan sống ở Bắc Sulawesi. Nó giống như là món curry và được gọi là paniki. Cả con dơi bao gồm cả đầu và cánh sẽ được đem nấu, phần cổ và nách sẽ bỏ đi để loại bỏ mùi hôi. Dơi sau đó được đem thui để loại bỏ lông trước khi được chặt nhỏ và nấu với các loại rau gia vị và nước cốt dừa. Một chuyên gia ẩm thực Indonesia cho biết dơi là loài đạm bản địa được ưa thích, đặc biệt ở Bắc Sulawesi. Tôi rất thích ăn món cánh dơi. Ngoài ra, khu chợ truyền thống Indonesia này còn bán cả thịt trăng, thịt chuột và thịt chó đã thui xém. Trong khi đó, Rudy, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại đã kêu gọi người dân không ăn các loại động vật nghi ngờ gây bệnh. Giáo sư Washito, khoa bệnh học động vật, Đại học Radiat Mada cho biết các chợ này là nơi nuôi dưỡng virus. Giáo sư khẳng định chợ Tomohon Estami và các chợ khác bán động vật hoang dã ở Indonesia đều là những nơi có thể sinh ra virus corona. Thủ đô Jakarta của Indonesia, tâm điểm của lây nhiễm, đã ban hành lệnh cách ly xã hội. Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ, Indonesia đã có 8.211 ca dương tính virus corona với 869 trường hợp tử vong. Nghe mà cảm thấy bất an vô cùng, vậy mà họ vẫn để tồn tại hoài mới đáng ha. Bệnh dịch đủ thứ sẽ bắt nguồn từ những nơi này đấy, rất đáng lo ngại luôn. Nhưng mà hy vọng qua đại dịch này, chính quyền sẽ mạnh tay dẹp bỏ các khu chợ bày bán động vật hoang dã Minh Tuyền ha. Dân hy vọng là sẽ dẹp được. Câu chuyện sau cùng hôm nay sẽ kể về một duyên phận gia đình. Đó là ba lần nhận con nuôi thì ba đứa trẻ đều là ruột thịt. Trời ơi, sao mà trùng hợp quá vậy Minh Tuyền? Dân, các xét nghiệm DNA đã chứng minh nghi ngờ của những người nhận nuôi và hé lộ sự thật rằng ba trẻ sơ sinh bị bỏ rơi có cùng cha mẹ ruột. Vào mùa hè năm 2019, một em bé mới sinh được tìm thấy ở bậc thềm một căn nhà tại Orlando, Florida, Mỹ, cùng tờ giấy nhắn rằng mẹ đứa trẻ phải bỏ rơi con vì sợ người bố sẽ làm hại cả hai mẹ con. Người phụ nữ sống trong một căn nhà cho biết vào ngày hôm đó, cô nghe thấy tiếng khóc ở phía bên ngoài. Khi ra mở cửa, cô nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh bọc trong một chiếc áo phông mỏng manh. Và cũng tại căn nhà này, vào năm 2016 và 2017, hai trẻ sơ sinh khác đã bị bỏ rơi tại vị trí tương tự. Sau khi cảm thấy nghi ngờ rằng các sự việc này có thể có mối liên hệ, người phụ nữ đã báo với cơ quan chức năng và cảnh sát để tiến hành các xét nghiệm DNA. Sự thật được hé lộ, ba đứa trẻ này là chị em ruột. Thám tử Sena Luker, phụ trách vụ việc cho biết, tôi đã gửi DNA của ba đứa trẻ đi xét nghiệm để nhận được kết quả rằng chúng có chung cả bố và mẹ. Hãng tin CNN tiết lộ cảnh sát Mỹ đang tiếp tục điều tra để xác định bố mẹ ba đứa trẻ 4 năm sau khi đứa bé đầu tiên bị bỏ rơi. Thông báo của cảnh sát cho biết nếu chúng tôi có thể xác định người mẹ, an toàn của cô ấy và cả những đứa trẻ khác nếu có, chính là ưu tiên hàng đầu. Tại bang Florida, Mỹ, có một điều luật cho phép cha mẹ bỏ lại trẻ sơ sinh tại các bệnh viện, trạm cứu hỏa hay các cơ sở y tế trong vòng 7 ngày kể từ khi chúng sinh ra nếu không có đủ điều kiện để chăm sóc tốt cho con mình. Sau đó, các em bé này sẽ được các cơ quan của chính phủ chăm sóc. Cha mẹ của những đứa trẻ này sẽ không bị điều tra trừ khi các trường hợp em bé có dấu hiệu bị bạo hành hoặc cố tình lơ là trách nhiệm. Trong trường hợp ba em bé bị bỏ rơi tại Orlando, chúng không được gửi tại các địa điểm được quy định trong luật. Vì vậy, chưa rõ cha mẹ của ba bé có được luật pháp bảo vệ theo điều luật trên hay không. Đến đây thì lần của chương mục cũng đã hết rồi. Mình đã dành bên Tuyền, hẹn gặp lại quý thính giả vào chương mục lần sau cùng những câu chuyện lạ quý vị trên khắp thế giới. Thân ái, chào tạm biệt.